Ok, anh chào Liêm nhá. Không biết hôm nay Liêm qua bên anh thì anh có thể giúp gì được cho Liêm nhỉ? Nay em muốn đổi từ kiểu này sang kiểu common hair. Tại sao em chơi được lâu chưa và tại sao lại muốn đổi sang kiểu tóc đó? Em chơi kiểu này cũng được tầm hơn tháng rồi nhưng mà bây giờ form nó xấu nên là em không thích, em muốn đổi. Ok, vậy thì anh em mình chơi cho nó tới luôn để cho nó nóng em nhỉ? Chơi luôn anh. Ok. Ok, thì cái phương pháp mà mình đưa ra khi mà làm cái đầu này ấy, thì cái kiểu ruffle này, hiện tại bạn ấy đang có một cái kiểu ruffle ấy, thì cái việc đầu tiên là mình sẽ đi mình duỗi cho nó thẳng bớt ra, duỗi thẳng tự nhiên ra để mình kiểm soát được cái độ dài, sau đó bắt đầu là mình cắt lại xong bắt đầu là khi mà có cái độ dài mong muốn ấy, thì bắt đầu mình mới đi uốn lại cho bạn ấy, tạo hình lại cái kiểu comb hair ấy anh em nhé. Đấy là cái quy trình làm việc này. Ok, thì trong cái quá trình duỗi thì mình sẽ sử dụng cái thuốc này của hãng Lavoc. Anh em có thể là dùng Lavoc hoặc là Nataki đều được á. Cái này nó là thuốc duỗi với lại uốn đa năng 2 trong 1, thì anh em có thể là sử dụng đều được. Thì ở đây mình muốn bởi vì tóc đã làm hóa chất rồi nên là mình sẽ giảm cái nồng độ của nó đi một chút để nó được tự nhiên, nó không bị khô. Thì ở đây mình sẽ bắn thêm một ít nước vào đây. Đấy, chỉ cần bắn thêm một ít nước là mình sẽ giảm đi cái nồng độ của nó rồi. Khuấy đều lên thôi và bôi lên tóc. Đấy, tí nó sẽ duỗi ra tự nhiên. Cái này thì chỉ cần một tí thôi là nó đã duỗi ra rồi nên là cũng không cần gì, không cần phải bôi quá nhiều anh em nhé. Xuống tầng 1 đây. Và anh em nhớ là cái phần xoăn nó ở chỗ nào thì mình bôi vào chỗ đấy nhá. Mình không cần phải bôi vào chân đâu. Nhớ là không cần phải bôi vào chân nhá. Để cho cái chân nó tự nhiên là được. Bởi vì cái tóc này nó không phải là tóc xoăn tự nhiên, mà cái này là xoăn, này là xoăn nhân tạo do con người tạo ra nên là chúng ta không cần phải bôi vào chân đâu. Duỗi nhẹ nó ra thì chúng ta lúc mà chúng ta đi cắt lại, chúng ta căn lại cái độ dài nó dễ hơn. Còn để tự nhiên mà uốn ấy, thì nó sẽ không được đẹp nhá. Nó sẽ không được đẹp bởi vì là cái độ dài của nó bị chồng chéo lên nhau. Chúng ta không kiểm soát được độ dài thì lúc mà chúng ta uốn ấy, nó sẽ không ra tác phẩm đẹp được. Ok, thì đấy là xong. Sau khi mà đã duỗi tự nhiên ra rồi thì bắt đầu rồi chúng ta đi xả nhá. Anh em nhớ cái công đoạn này chúng ta xả không cần dầu gội anh em nhé. Xả không cần dầu gội. Và xả nước ấm ấm một chút. Nước đã ấm chưa Thắng ơi? Ok. Xả nước ấm ấm một chút. Cứ thế xả thôi. Xả sạch đi xong bắt đầu là cho tí dầu hấp vào là xong.
sấy khô xong bắt đầu cắt tỉa độ dài rồi bắt đầu là chúng ta mới đến uốn nhé. Cố gắng là làm thật tâm một tí cho khách hàng người ta cảm nhận được là mình làm có tâm có đức à, thì người ta sẽ quay lại thường xuyên hơn. Còn nếu mà để nguyên vừa nãy thì uốn cũng uốn được thôi, nhưng mà nó sẽ không được đẹp lắm đâu nhé, khuyên cáo anh em thế. Ok đây. Cái bước này cũng khá là quan trọng này. Sau khi mà đã duỗi trên rồi thì bắt đầu là mình sẽ đi mình cắt bớt cái phần tóc xung quanh này. Thì phần tóc xung quanh này nó chỉ quan trọng nhất là cái kỹ năng kế lược của anh em thôi. Thì ở đây Thắng với lại Duy để ý giúp anh nhé. Và anh em đang xem video này cũng để ý giúp anh. Là chúng ta khi mà chúng ta muốn cái thành này nó thẳng ấy, thì anh em cứ nhìn vào cái điểm đỉnh tai này, anh em gióng lên cái điểm này. Chúng ta cắt đi tầm nào cho nó phù hợp. Ví dụ trong đầu anh em mà xác định được cái độ dài cái phần trên này rồi, nghĩa là cái phần đỉnh tai này, cái phần trên đỉnh này, trên cái phần thành trên cùng này, anh em phải xác định cái độ dài anh em cần cắt nó đi. Đấy, anh em làm một phát để mình lấy cái điểm chuẩn ở trên này. Đấy, thấy nhá. Dâng lên này, lấy điểm chuẩn này. Đấy, nhìn không? Nhìn cái điểm chuẩn này không? Đấy. Thì mình từ cái điểm này mình phát tán ra toàn bộ đầu. Đấy. Đầu tiên là chúng ta cứ phát tán ra toàn bộ đầu mình theo cái điểm chuẩn này đã. Đấy. Sau khi mà có cái điểm này rồi, tất cả toàn bộ đầu rồi thì bắt đầu anh em mới là cái phần chân này dựa theo cái điểm này. Duy hiểu không? Có hay làm thế không? Em cũng làm như anh. Nhấn chiếc phần chân thì cứ từ từ rồi sẽ được cơ mà. Dịch chơi tí thôi. Vì để cái kiểu kumahe ấy, thế nên là mình cần cái độ dài hai bên side nó dài dài một chút thì nó sẽ được đẹp. Thế nên là mình sẽ cố gắng là giữ lại cái phần tóc làm sao cho nó xanh xao nhất có thể. Và khi mình kê tóc xanh ấy thì thường ấy nó sẽ khó gấp hai lần tóc trắng. Cắt ngắn ấy, cắt trắng ấy thì nó rất là dễ, còn cắt xanh thì nó sẽ rất là khó. Bởi vì cắt xanh nó liên quan đến kỹ năng kê lược rất là nhiều. Nên là cắt xanh rất là khó, khó hơn cắt trắng rất nhiều. Đấy, phần trên này định hình cái phần trên này này. Đấy. Đấy, thấy nó ôm vào chưa? Dâng ngang lên ôm vào, mình thấy cái điểm tóc này dựa qua cái ánh đèn ấy. Đấy. Đấy. Dâng lên. Bỏ đi. Và cắt mấy cái kiểu hàn xẻng này thì chúng mình nên biết những kiểu này thì là tốt nhất. Nên biết kê lược cứng một chút là tốt nhất. Cắt cữ cũng được thôi, nhưng mà cắt cữ ấy thì hầu như là những cái tác phẩm cắt cữ thì thường thì nó sẽ bị xù. Đấy, nhiều khi nó xù ra anh em mà không biết là tông ấy, là tông là lược ấy, thì nó sẽ rất là mất thẩm mỹ. Đấy, cắt lược xong mình còn phải là đi thế này mà. Là cho nó phẳng mịn đi nữa mà. À, đâu phải đơn giản đâu, đúng không? Ok, đấy. Đang thu âm thì cái mic thu âm nó lại bị hết. Thế nên là sorry anh em nha. Thì sau khi mà mình đã cắt được cái phần khung thành nó ngon nghẻ rồi, thì bắt đầu là chúng ta sẽ chuẩn bị con chấn viền như Hùng đang cầm đây. Và chúng ta đi chấn viền, tạo nét cái đường khuôn viền ấy. Đó.
rất là đơn giản thôi. Sau khi mà chúng ta đã có những cái đường khuôn viền cũng như là có cái phần size nó nét căng rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ sử dụng kéo cắt bình thường thôi và chúng ta đi xử lý phần trên tốp anh em nhé. Thì cái kiểu tóc Kumehe này thì mình để ý cái giống như cái đường tay mình vừa mới chỉ ấy, mình dùng được mình chỉ ấy. Thì cái kiểu Kumehe này thì cái phần bên sai ít ấy, thì thường nó sẽ có cái thiên hướng nó sẽ dài đổ dần về cái phần mang tai anh em nhá. Và nó ngắn dần về cái đằng trước mái. Đấy, để khi mà chúng ta vuốt về đằng sau ấy thì nó sẽ làm sao ạ? Nó sẽ có thiên hướng là nó sẽ cuộn về đằng sau cái chỗ mà đằng sau mang tai ấy thì nó sẽ được đẹp nhất. Còn nếu như anh em nào mà đang thắc mắc về cái quy trình cắt tốp ấy, thì anh em có thể là xem video này hoặc là xem những cái video trước đây của Mạnh Hùng đã từng làm. Đấy, thì những cái kiểu tóc ví dụ như là Kumehe 2 Block hoặc là Cybass 64 thì nó sẽ có những cái kiểu cắt giống như nhau, có cái quy trình cắt giống nhau. Thế nên là anh em cứ xem lại những cái video đấy thì anh em sẽ hiểu được tất cả cái quy trình làm việc cũng như là cái cách mình làm anh em nhé. Và nhớ là trong cái công đoạn sau khi mà chúng ta đã cắt xong rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ đi tỉa một chút. Thứ nhất là cắt định hình độ dài, sau đó xong bắt đầu là chúng ta sẽ đi tỉa lại cái độ thông thoáng của cái sợi tóc cũng như là độ bay bổng của sợi tóc anh em nhé. Bởi vì là cái tóc mà đã làm kiểu ruffer hay là làm những cái kiểu tóc con sâu ấy thì nó sẽ rất là xù bông, nên là anh em sẽ phải cố gắng làm sao mà mình tính toán làm sao cho nó cái độ dài của nó hợp lý nhất, cũng như là mình phải tính toán làm sao để mà khi mà chúng ta uốn xong ấy thì nó sẽ được cái thành quả mà nó hoàn hảo cũng như là tuyệt vời nhất em nhé. Sau khi mà chúng ta đã có xử lý xong cái phần tốp rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ đi đến cái công đoạn là xử lý cái phần uốn anh em nhé. Uốn ở đây thì giống như cái video mà hôm vừa rồi mình có chia sẻ lên trên cái video trước ấy, thì là mình đang sản phẩm đây, mình đang sử dụng cái sản phẩm uốn của Mado anh em nhé. Cái sản phẩm này thì nó độ pH rất là cao, nói chung là rất là tuyệt vời, uốn rất là dôi, anh em có thể là trải nghiệm cũng như là sử dụng sản phẩm bên mình. Đấy, bằng cách là nhắn tin Zalo cho mình qua cái số điện thoại trên màn hình, anh em có thể là nhìn thấy rõ đúng không ạ? Sản phẩm rất là tuyệt vời, anh em có thể là trải nghiệm một cách thoải mái. Đối với này, cái cách uốn của quả đầu này thì bắt đầu là chúng ta sẽ nói chung là cứ làm lần lượt giống như là cái quy trình uốn ngày xưa mình đã chia sẻ, thì cứ làm từ cái phần mà tóc sai, cái phần tóc nó ngắn nhất ấy. Đấy, phần liên kết với cái phần sai là bắt đầu là chúng ta làm trước. Đấy, xong bắt đầu là chúng ta sẽ đi dần đến cái phần dài, cứ cái phần nào khó thì làm trước, dễ thì làm sau cùng anh em nhá. Cái độ dài tóc nó thay đổi thì anh em chú ý là cũng phải thay đổi cái size của lô em nhá. Chỗ nào tóc ngắn thì chúng ta sẽ dùng lô ngắn, chúng lô bé, chỗ nào tóc dài chúng ta sẽ dùng lô dài. Đấy, lô to anh em, cái đấy thì nó là một cái kiến thức cực kỳ là căn bản tối thượng của một người thợ cắt tóc rồi, nên là anh em sẽ tự cân đo đong đếm cho mình. Đấy, và tự điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp với lại cái cách mình làm. Và anh em để ý cái lúc mà mình chỉ tay ấy, cái độ sát chân ấy, anh em phải cuộn làm sao cho nó sát chân nhất có thể nhá anh em nhá. Thì khi mà chúng ta cuộn nó sát chân ấy thì nó sẽ tạo ra cái độ phồng cực kỳ là nhiều cho cái mái tóc của mình. Đấy, nó chỉ hơn nhau ở cái mỗi cái đấy thôi mà.
Đấy, cái người mà người ta làm lâu năm cũng như là cái người mà làm ra tác phẩm đẹp ấy, nó chỉ khác nhau mỗi ở cái chỗ đấy thôi. Anh em cuốn nâng góc cao lên, nâng góc 90. Đấy, cuốn nó sát vào chân ấy, thì tí nữa nó ra cái tác phẩm nó sẽ đẹp hơn là bình thường anh nhé. Còn một số cái chi tiết nữa cũng rất là quan trọng ấy, đó là chính là anh em muốn nó phồng nhiều ở đâu thì anh em hãy cho nhiều thuốc vào cái phần đấy giúp mình. Khi mà cái phần nào mà nó có nhiều thuốc hơn ấy, thì cái phần đấy nó sẽ làm sao, nó sẽ tập trung nó làm phồng hơn. Thế nên là khi mà chúng ta muốn nó phồng chân ấy, mà ít phồng mà ít xoăn ngọn ấy, thì chúng ta sẽ làm sao bổ sung thật nhiều cái thuốc, thật là đậm thuốc vào phần chân. Đấy, tránh để cho cái ngọn nó bị ướt át nhiều quá. Khi mà cái ngọn nó bị đẫm thuốc quá thì cái ngọn nó sẽ bị xoăn nhiều hơn, nó sẽ có xu hướng xoăn nhiều hơn, thì cái lúc mà anh em xử lý nó sẽ rất là khó nhá. Khi mà nó xoăn nhiều thì bắt buộc là chúng ta là một có hai cái cách xử lý, đó chính là cắt bớt đi và còn lại là chúng ta phải duỗi nó ra. Đấy, nó chỉ có hai cái phương án thôi, nên là mình cần phải để ý cái chỗ đấy. Ok. Thank you.